ký sinh trùng cũng có một căn hầm đá sợ phá mảnh người xem. Vậy trong một tòa nhà bị bỏ hoang thì sao đây? Những tòa nhà bỏ hoang là những nơi bí ẩn. Ai biết bạn sẽ tìm thấy thứ gì lẩn quất quanh góc nhà hoặc trong tầng hầm. Nó luôn gợi cho chúng ta sự tò mò. Đôi khi những người khám phá những nơi bị lãng quên đó tìm được thứ gì đó mà đáng sợ, rung dậy đến mức họ ước gì chưa từng vào đó. Chúng ta sẽ cùng khám phá 10 thứ đáng sợ nhất được tìm thấy trong các tòa nhà bỏ hoang. Mời các bạn cùng theo dõi nhé! 10. Một con cá mập. Cá mập chắc chắn là một trong số những thứ bạn không muốn gặp khi khám phá một tòa nhà bỏ hoang. Người ta đã tìm thấy một bể chứa đầy chất formaldehyde tại Wildlife Wonderland ở Victoria, Australia, nơi đã bị bỏ hoang từ năm 2012. Một người có tên Luke McPherson đã đến thăm sở thú đã bị đóng cửa và tải một video 28 phút về chuyến phiêu lưu của mình lên YouTube vào tháng 2 năm 2009. Video đã đạt được 14 triệu view và câu chuyện về một con cá mập trắng đã nhanh chóng lan rộng. Có vẻ như sở thú đã bị đóng cửa do vi phạm luật động vật hoang dã và chủ sở hữu không có giấy phép hợp pháp để mở sở thú này. Con cá mập trắng đó đã được đặt tên là Rosie, chết vào năm 1998 và được trưng bày trong sở thú. Nguy hiểm nhất là việc chất lỏng formaldehyde bị rò rỉ từ bể cá mập. Hãy tưởng tượng McPherson đã phải sợ hãi thế nào khi tình cờ gặp Rosie, vì anh không thường xuyên đối mặt với kẻ săn mồi đại dương. Dù biết nó đã chết nhưng anh vẫn không khỏi rùng mình khi nhớ lại. 9. Những ngôi mộ. Vào tháng 10 năm 2019, một tòa nhà từ năm 1930 đã bị phá hủy ở làng Chotiza ở Ukraine. Và khi một tòa nhà bị phá hủy, các công nhân nhận ra rằng nó đã được xây dựng trên hàng trăm bia mộ. Liên Xô dường như đã cố gắng xóa bỏ đi tất cả các dấu vết về những cư dân trước đây. Mãi đến 100 năm sau, họ mới khám phá ra những ngôi mộ. Những ngôi mộ được cho là của cộng đồng người Mennonite có tổ tiên ở Maninoba, Canada. Mình tự hỏi, nếu có ai sống trong căn hộ mà được xây trên một nghĩa địa thì sao đây? Đó quả là một ý tưởng khủng khiếp. 8. Hồn ma phù thủy. Bạn có biết phù thủy Delray? Có một sĩ quan cảnh sát đã tình cờ gặp phù thủy Delray huyền thoại. Một sĩ quan đã tự nhận mình là Ted Sebastian đang đến khu vực Delray ở Detroit, Mỹ để giải quyết chuyện gây rối. Anh ta nói rằng khi tình hình đã được giải quyết, anh ta đang quay trở lại nhà ga nhưng chợt nghe thấy những âm thanh lạ phát ra từ một ngôi nhà bỏ hoang gần đó. Có rất nhiều ngôi nhà bị bỏ hoang ở Detroit, vì vậy sĩ quan Robertson không thấy nó quá kỳ lạ cho đến khi anh đến gần hơn với nơi phát ra tiếng ồn và không biết thứ gì đã tạo ra tiếng ồn đó. Sau đó, anh ấy đã quay được đoạn phim này khi đứng ở dưới nhìn lên một trong những cửa sổ. Nó trông rất giống một con ma, phải không? Trong sân nhà, anh ta nhìn thấy một bài báo về phù thủy Delray, người phụ nữ tên là Rosie Veres, người đã bị tống vào tù vì một vụ giết người. Sĩ quan Robertson có thể nhìn thấy phù thủy Delray trong cửa sổ đó không? 7. Hổ. Đây là một câu chuyện hoang dã. Vào tháng 2 năm 2019, một người đàn ông nghiện ma túy nặng đã gọi điện cho cảnh sát để báo cáo rằng anh ta thấy một con hổ trong một căn nhà bị bỏ hoang tại Houston. Lúc đầu cảnh sát nghĩ rằng anh ta bị ngáo, nhưng đến khi điều tra hiện trường, họ thực sự đã nhìn thấy một con hổ to lớn bên trong một cái lồng chật chội ở garden của ngôi nhà bị bỏ hoang. Những gói thịt được tìm thấy ở gần đó, nhưng không có dấu hiệu người sống ở đây. Con hổ đã được giải cứu và đưa đến khu bảo tồn động vật địa phương. 6. Những mẫu vật cũ. Cơn bão lịch sử Katrina đã tàn phá Louisiana, gây ra hậu quả nghiêm trọng khiến nhiều tòa nhà bị hư hỏng do ngập trong nước. 10 năm sau thảm họa, rất nhiều tòa nhà đã bị mốc và đang chờ được phá hủy. Một trong số đó là bệnh viện từ thiện ở New Orleans. Trước thảm họa đó là một trong những bệnh viện lâu đời nhất ở bang Louisiana. Nhưng bây giờ nó thật ma quái. Các nhà thám hiểm thành phố đã chụp ảnh bên trong bệnh viện, mặc dù làm như vậy có nguy cơ đối với sức khỏe của chính họ. Có rất nhiều vật liệu nguy hiểm sinh học bị bỏ rơi vẫn còn tồn tại trong mẫu máu và các bộ phận cơ thể. Dù sao thì những mẫu máu và nước tiểu cũng sẽ khiến bạn ám ảnh. Bạn sẽ sợ thứ gì hơn?
Những chiếc túi đựng những chiếc kim tiêm cũ hay hồn ma của bệnh nhân nào đó lơ lửng trong không trung. Năm, bom. Có một lượng lớn bom còn sót lại sau Thế chiến thứ hai, mặc dù đã kết thúc gần 75 năm trước. Cuộc chiến lớn nhất mà thế giới từng chứng kiến vẫn đang gây ra hỗn loạn khi vào tháng 11 năm 2019, một quả lựu đạn cầm tay từ thời Thế chiến thứ hai đã được tìm thấy bởi một công nhân trong căn nhà bị bỏ hoang tại khu dân cư ở Aten, Hy Lạp. Không hề có ngày hết hạn cho quả lựu đạn này, thật sự rất nguy hiểm vì trong nhiều thập kỷ trôi qua mà không ai phát hiện ra chúng. Trong khi Hy Lạp vẫn còn sót lại những quả bom thì Đức bị ảnh hưởng rất nhiều. Trong chiến tranh, lực lượng đồng minh đã giải 2,7 triệu tấn thuốc nổ trên khắp đất nước Đức, nhưng không phải tất cả đều đã nổ. Tại châu Âu, những quả bom cũ liên tục được tìm ra. 4. Hầm ngục. Ngay trước ngày Giáng sinh, một hầm ngục mới được xây dựng đã được tìm thấy gần một cái cây ở Pickering, Ontario, Canada. Trang trại 136 tuổi đã bị bỏ hoang từ lâu và khuất tầm nhìn. Khi các nhà thầu đến xem xét để phá hủy hầm ngục thì họ lại phát hiện ra ổ khóa hoàn toàn mới. Phát hiện trên đã gây ra nhiều báo động. Cảnh sát yêu cầu phải giữ im lặng về sự việc trên và một cuộc điều tra toàn diện bắt đầu. Câu chuyện thậm chí còn đáng sợ hơn khi tin tức bị rò rỉ và cảnh sát vẫn phải tiếp tục điều tra. Thì toàn bộ nơi này đã bị thiêu rụi, đồng thời đã phá hủy hết bằng chứng ở trong đó. Đôi khi những gì bạn không biết làm cho những tình huống đáng sợ thậm chí còn đáng sợ hơn. Cái gì đã trốn trong ngục tối đó? Nếu bạn biết, hãy chia sẻ cho mình trong phần bình luận nhé! 3. Hồ cá coi. Nếu vào một tòa nhà bị bỏ hoang mà gặp thứ này khá đáng sợ nhưng cũng rất thú vị. Một trung tâm mua sắm cũ bị bỏ hoang ở Bangkok, Thái Lan đã biến thành một bể cá khổng lồ sau khi bị bỏ lại. Có vẻ như sau khi trung tâm mua sắm New World không được cho phép mở cửa, nơi đây rơi vào tình trạng xuống cấp trầm trọng. Trần nhà bị thủng cộng với mưa lớn kéo dài khiến mực nước dâng lên cao. Có lẽ vì điều đó mà xuất hiện cá. Cũng có người cho rằng người dân đã thả cá vào đây. Chúng sản sinh rất nhanh và bây giờ toàn bộ nơi này là một ao cá khổng lồ. 2. Ngôi làng búp bê. Toàn bộ ngôi làng Nakoro ở Nhật Bản gần như hoàn toàn bị bỏ hoang trên núi. Đã từng có người sinh sống ở đây, khoảng 300 người, nhưng kể từ năm 2016 chỉ còn lại khoảng 30 người. Bạn có thể nghĩ rằng điều này có nghĩa là các tòa nhà gần như không có người ở. Nhưng bạn đã sai. Khi đi dọc con đường quanh co, bạn sẽ nhận ra hàng loạt bù nhìn đang đứng ngồi rải rác, hệt như tái diễn cuộc sống tươi vui trong quá khứ của cộng đồng dân cư. Những con búp bê kích thước như người thật này là tác phẩm của bà Tsukimi Ayato, người lớn lên trong ngôi làng. Gia đình bà đã rời đi, nhưng cuối cùng bà đã trở lại. Kể từ năm 2000, bà đã làm hơn 400 con búp bê để thay thế cho những cư dân cũ ở trong làng. Những con búp bê có thể khỏa lấp nỗi cô đơn của dân làng nơi đây, nhưng cũng khiến du khách không khỏi rùng mình. Bạn có thể gặp 12 con búp bê đang ngồi học hay một con búp bê bà già chăm sóc một ngôi mộ bên đường. Búp bê đang nằm trên xe lăn, búp bê công nhân xây dựng hút thuốc lá và chờ ở trạm xe buýt. Có lẽ bạn phải thực sự thích thú thì mới ở được đây. 1. Những nàng tiên. Cơ thể của các nàng tiên, người sói và người ngoài hành tinh được cho là đã tìm thấy dưới tầng hầm của một ngôi nhà cũ ở London. Câu chuyện kể rằng vào những năm 1960, khi dọn dẹp một ngôi nhà cũ bị bỏ hoang để xây dựng, thì một lượng lớn các mẫu vật kỳ lạ và siêu kỳ lạ được tìm thấy dưới tầng hầm. Ngôi nhà được cho là của nhà siêu tập quý tộc và nhà sinh vật học thế kỷ 19 Thomas Chowder. Một bài đăng chi tiết trên blog về phát hiện này nói rằng các công nhân đã tìm thấy hàng ngàn hộp nhỏ được niêm phong chặt chẽ. Khi họ mở ra chúng, họ đã bị sốc khi nhìn thấy những thứ giống hệt như bằng chứng của các sinh vật thần thoại. Rất nhiều người coi bộ sưu tập là giả, nói rằng nếu nó là thật thì các bảo tàng sẽ trộm lấy chúng. Mình không chắc hình ảnh có phải thật không nữa. Có lẽ Thomas Chowder thích làm nghệ thuật rùng rợn. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Quả thật, đây là những ngôi nhà bị bỏ hoang vô cùng đáng sợ đúng không nào? Nếu bạn thấy video này hay, hãy dành tặng một like và chia sẻ cho nhiều người cùng được biết nhé.
chào và hẹn gặp lại.